Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mình. Ở video này thì Khải muốn show cho anh em xem xét đồ ngay mấy bước của Khải vừa lên đảo nha mình. Khải vừa lên đảo nha mình. Chung là tầm này Khải vừa lên đảo và Khải ép đang ít đồ á. Đồ ở cái set đầu tiên thì đồ hơi bị cùi anh em. Nên là ngay mới vào giao tranh tống kim rất là nhanh chất. Anh em cùng xem qua set đồ đây. Set đồ đầu tiên của Khải là như thế này. Khá là cùi. Đó, set đồ đầu tiên của Khải đây, đó. Xin đầu tiên của Khải đây. Đây, được Khải lấy cho anh em xem. Đây. Xin đầu tiên khá là cùi quá, xì đà. Khải đầu tiên Khải là nón 530. Áo không phù hợp 40. Đó. Xong rồi vũ khí kháng lôi 15. Giày kháng lôi 1. Đại lượng kháng lôi 24. Ngọc bội thì mang làm chậm. Rồi nhẫn kháng lôi 11. Nhẫn lôi 11 và bao tay kháng lôi 14 và có cho mình số 15 chậm thôi. Và ở video này thì Khải đang so đo là có nên mang ngọc bội này làm chậm vào để thay bằng ngọc bội kháng lôi này, và lấy cho mình số 10 làm chậm thôi. Chính thấy nhưng lấy cho mình 90 làm chậm chứ, lấy cho mình 90 làm chậm đây. Nếu lấy 90 làm chậm thì kháng lôi của Khải được 75 cộng 1 và lâu lâu xoáy phát 75 cộng 2. Đó, anh em thấy dùng kháng cái hả nhảy này chưa? Đó, xoáy 75 cộng 2. Nhưng mà mana là được 440. Nói chung cái chỗ vấn đề này thì ở trang sức thay đổi khá là đơn giản. Rồi, còn Khải mang cái này vào thì Khải sẽ được 75 cộng 3. Đó, anh em thấy đã chưa? Đó. Nên là vấn đề nếu mà mang cái này thì mana còn 350 thôi. Rồi. Mà làm chậm thì cũng được 60 từ cái nhẫn nè. Là cái nón. Rồi, anh em cùng xem rồi set đồ mới nè. Set đồ mới là 75 cộng 3 kháng lôi nha nè. Đó, anh em thấy chưa? Và tổng kim khẳng nghĩ nếu mà Nga Mì nó trâu thì anh chính sẽ có thể trâu hơn thêm. Đây, anh em cùng xem set đồ mới của Khải khá là đẹp. Nón nè, 13, 30 phòng thủ và 30 làm chậm. Áo phục hồi 40, kháng lôi 17, Khải mới mua một kim 8. Rồi, giờ chiều này Khải sinh ra kháng cáp 4, kháng lôi 2. Và nón này cũng vậy. Rồi kiếm kháng lôi 21. Lôi 21. Giày kháng lôi 5. Để lấy cái tóc thôi. Tóc 35 nè. Sinh lực. Đại lưng kháng lôi 28. Đó. Rồi ngọc bội này kháng lôi 19. Nhẫn trên làm chậm 30. Được. Hiện tại Khải đang có móc làm chậm 60 từ trang bị. Kèm theo thanh âm thì đạt móc 80 nha nè. Thanh âm nó đang tăng 25 điểm. 25%. Đây. Thanh âm đang tăng 25% là làm chậm. Rồi, có thể kháng lôi. Đó, nhận kháng lôi. Đồ như thế này khá là đẹp à. Nếu mà cái này thì vào thì được làm chậm 90. Nhưng mà kháng lôi nó mất đi một kháng. Khải nghĩ thì chắc kiểu này phải mang cái ngọc bội kháng lôi này vào thôi. Đó, nên thôi. Có 75 cộng 2 thôi. Mang vào. 75 cộng 3 chắc chơi người dời luôn. Cực trâu luôn, tầm này Khải thấy quá trâu luôn. Đó. Tầm này thì đi theo bút là quá đẹp rồi nè. Thấy chưa? Chắc chưa? Khá quá đẹp nè. Sao lâu nháy dòng kia nhỉ? Khả năng chỉnh 3 dòng nên là nó hơi bị lộn một tí nữa. Được hãy bỡ 400 này, 400 cái này, 800. Xem thử nó ok. Hiện tại đang 400. 400 này nháy liên tục được nè. Cái kia sao nó nháy mà lúc hiện lúc ẩn khó chịu quá. Đó, cái này được nè. Cái này đỡ 1000 nè. Lại delay à. Nó delay mấy giây cũng được. Này về 800. Cái này ok nè. Xây cái này ok nè. Ô, lại delay cái này lâu rồi. Delay lâu lâu delay hơi bị khá lâu nè.
700 400 rồi. Ok. Này bé ốm á. Phát tâm từ hữu chân lãi, phát tâm từ hữu chân này thân âm. Ok, 75 cộng 3 cái lôi nè, nhưng mà như này quá chắc rồi. Tôi thay đổi thêm cái nhẫn làm chậm 30 nỗ lực cao cao một tí rồi đấy, hoặc là ngọc bội khăn lôi và nỗ lực cao một tí là ok nè. Áo nhẫn này quá chắc là 25-95 rồi. Ok anh em đang xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like và share video này nha anh em ơi. Video này thì Khải mới lên một ít đồ nên là Khải muốn sau cho anh em xem một ngày mới Khải sẽ như thế nào thôi. Ok bye anh em, chúc anh em vui vẻ nha.